Đồng hồ Euro 2024 của huấn luyện viên trưởng đội Anh có gì? Đồng hồ Hublot Bitbang Air Gen 3 Euro 2024 được huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate yêu thích vì cập nhật tức thời thông số các trận đấu. Trong loạt trận vòng bảng và trận knockout vòng 1/8 với Slovenia, ông Gareth Southgate đều đeo smartwatch và liên tục nhìn màn hình đồng hồ để theo dõi thông số. Đây là mẫu Bitbang Air Gen 3 Euro 2024, được sản xuất giới hạn 100 chiếc với nhiều công nghệ bên trong. Tôi đeo đồng hồ này để nắm các thông số khi tập luyện cũng như chi tiết kết quả các trận khác đang diễn ra khi chúng tôi thi đấu, Southgate nói với GQ Magazine về chiếc smartwatch màu xanh của mình khi Euro 2024 bắt đầu khởi tranh. Bitbang Air Gen 3 Euro 2024 trang bị tính năng kết nối smartphone Android và iOS qua Bluetooth hoặc qua mạng di động, có thể cập nhật thời gian thực hầu hết thông số của mỗi trận đấu, như tỷ số, thẻ vàng, số cú sút của mỗi bên, tỷ lệ kiểm soát bóng. Việc nắm thông số giúp huấn luyện viên biết kết quả đối thủ tức thời, từ đó đưa ra chiến thuật hợp lý. Qua ứng dụng, smartwatch cũng hiển thị nhanh chỉ số của cầu thủ khi luyện tập. Tuy nhiên, để làm điều này, trên cơ thể mỗi cầu thủ cần gắn thiết bị theo dõi. Dữ liệu truyền đến smartphone hoặc máy tính để phân tích trước khi hiển thị trên đồng hồ. Smartwatch của Hublot trang bị 8 cảm biến khác nhau để đo thông số cơ thể. Với kết nối GPS, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, đồng hồ ghi nhận quãng đường người đeo đã đi, nhịp tim và nhiều chức năng khác vốn có trên đồng hồ thông minh. Bitbang Air Gen 3 Euro 2024 có thiết kế giống đồng hồ truyền thống với vỏ titan 44mm cấu trúc dạng sandwich đặc trưng của Hublot, mặt kính sapphire chống trầy xước và dây đeo cao su nhiều màu có thể thay thế. Trên website, mẫu này được bán giá 5.600 bảng, 180 triệu đồng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.